hơn 1.000 chiếc đèn lồng handmade, độc đáo, nhiều màu sắc, được làm từ những nguyên liệu tái chế thân thiện với môi trường, đã được thực hiện và trưng bày tại lễ hội Đèn Lồng Handmade 2017 nhằm gây quỹ để mang đến một trung thu ý nghĩa hơn cho các trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật. Đây là hoạt động phi lợi nhuận đầu tiên của dự án Về Miền Cổ Tích diễn ra thường niên từ năm 2017. Lần đầu tiên được tự tay cắt dán trang trí một chiếc đèn lồng cho riêng mình từ những vỏ chai nhựa đã sử dụng, em Bùi Yến Nhi cảm thấy rất hào hứng với hoạt động này. Con cảm thấy rất là vui khi mà làm những chiếc đèn lồng này và con lại trang trí sắc màu theo trí tưởng tượng của con. Những chiếc đèn lồng tuy đơn giản nhưng mang màu sắc, sự sáng tạo riêng của các em nhỏ đã thu hút nhiều người tham gia. Mỗi chiếc đèn như thế này sẽ được bán với giá từ 20.000 đồng. Số tiền thu được từ việc bán đèn lồng sẽ dành để mua quà trung thu cho các trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật tại Hà Nội. Nếu như mà có nhiều nơi tổ chức như thế này, từ những cái công cụ vật liệu đơn giản để mà làm này thì không phải là giúp cho các em đấy nó vui chơi mà nó thấy cảm thấy thiết thực, gần hơn với môi trường. Chương trình thật sự là mang một chương trình có ý nghĩa rất là hết sức ý nghĩa, nó có ý nghĩa hai mặt. Thứ nhất những cái chai là những chai bỏ không, đúng không? Mình có thể là sử dụng và tái chế và làm trò chơi trẻ con và để cho các bé biết được cái ý nghĩa của ngày lễ trung thu đèn lồng như thế nào, vì ra trẻ thành phố thì nó gần như là nó không còn những cái kỷ niệm nhiều với đèn lồng như chúng ta ngày xưa. Không chỉ sáng tạo những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, các em nhỏ còn được tham gia chơi những trò chơi dân gian truyền thống mà ngày thường ít có dịp được chơi như rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, nhảy bao bố. Hoạt động này góp phần tạo sân chơi gắn kết cho trẻ em, đồng thời gây quỹ từ thiện cho chuỗi dự án Về Miền Cổ Tích. Ngoài cái việc là trẻ em tự làm những chiếc đèn lồng để góp vào cái quỹ vì trẻ em gặp các hoàn cảnh khó khăn, thì các em làm những chiếc đèn lồng này vừa là để lan tỏa cái tình yêu thương, các em được học về cách yêu thương và quan tâm đến người xung quanh, lại vừa có một cái ý thức về việc là bảo vệ môi trường, và các em có hoàn toàn có thể là tái chế tất cả những cái chai nhựa trong nhà thành những cái đồ dùng có ý nghĩa phục vụ cho cuộc sống của các em. Tham gia làm những chiếc đèn lồng handmade độc đáo, nguyên liệu thân thiện với môi trường với mục đích từ thiện chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên và mang đậm ý nghĩa nhân văn với các em nhỏ trong mùa trung thu này.